chào các bạn. Ngày hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019, thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay Berlin, ở trung tâm và thủ đô ở Berlin, và nơi đây là một cái lá phổi xanh nằm ở trong những cái chung cư ngay sát khu vực trung tâm của Berlin. Và tại Việt Nam thời gian này đang xảy ra một vụ việc rất nghiêm trọng, đó là việc tàu Hải Dương 8 đã áp sát cái vùng biển của Phan Thiết, nhưng mà chiến hạm Quang Trung lại lui về cảng Cam Ranh. Và thưa các bạn, tàu Hải Dương 8 đang hoạt động rất sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Phan Thiết có khoảng 115 hải lý, tức là khoảng 185 km, và cách đảo Phú Quý của Việt Nam chỉ có 102 km về phía đông nam. Và đây là hình ảnh của chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 đã trong thời gian cả tháng qua liên tục quần đảo và đo cũng như là thăm dò ngay trong cái thềm lục địa của Việt Nam, điều mà Việt Nam hiện nay đang rất khó chịu nhưng chưa biết làm gì với những cái hạm tàu của Trung Quốc như vậy. Vì Trung Quốc như các bạn đã biết, họ rất mạnh về hải quân cũng như họ sẵn sàng răn đe dùng những biện pháp vũ lực đối với các tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như là tàu kiểm ngư, cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc trong thời gian tới. Và đây là hành trình của chiếc tàu Hải Dương 8 mà giáo sư tiến sĩ Martin Matheson của Trường Đại học Hàng hải Mỹ đã chia sẻ với các bạn ở ngay trên trang tweet của ông. Và ông cũng nói rằng là tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiến vào khảo sát địa chất gần bờ biển Việt Nam hơn nữa. Và đây là cái hải trình của chiếc tàu này mà chúng tôi có chia sẻ kỹ hơn sau cái video clip này, để các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên trang của Phó giáo sư Matheson giảng dạy ở Trường Hải quân Mỹ. Và ngoài ra thì theo cái hải đồ của vệ tinh đã đo đạc trong thời gian vừa qua, thì ngay ngày hôm nay thời điểm này, đây là hình ảnh của chiếc tàu Hải Dương 8 đang hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cái hình mà màu vàng đó, các bạn thấy nếu mà đo khoảng cách đến Phan Thiết thì rất là gần. Và đây thực sự là một cái việc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Phải nói là từ trước đến nay chưa từng có Trung Quốc đưa tàu vào sâu cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như thế này. Và các bạn cũng có thể tự tham khảo cái thông tin này và kiểm chứng ở ngay trên cái trang chuyên về thống kê các đường đi và cũng như các hải trình của các tàu thuyền trên khắp thế giới, mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau đây để các bạn tự kiểm chứng. Và tất nhiên là những thông tin như vậy thì báo chí ở trong nước hiện nay vẫn im lặng, chưa hề đưa ra bất cứ thông tin gì về việc tàu Hải Dương 8 đang đi sâu vào vùng lãnh hải của Việt Nam. Và ngoài ra thì theo cái lộ hải trình mà các bạn có thể tự tham khảo ở trên trang đây thì nó rất gần Phan Thiết. Và tàu Hải Dương 8 thì đi cùng có 4 tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống nữa. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo. Và rất rõ ràng là việc Trung Quốc liên tục vẫn xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Việt Nam chưa có đối sách nào đã có thể kiềm chế những chiếc tàu của Trung Quốc này, bởi vì đi kèm với tàu Hải Dương 8 thì thường xuyên có những đội tàu của Trung Quốc lên đến hơn 300 chiếc rải khắp trên những cái bờ biển của họ. Và cùng với tàu đó thì có những cái tàu hải cảnh như thế này của Trung Quốc. Thì các bạn thấy đây là một chiếc tàu hải cảnh số 46111 được điều tiếp để hộ tống tàu Hải Dương 8 trong thời gian vừa qua, mà chiếc tàu này vẫn đang đi xung quanh và sẵn sàng đâm húc tất cả những tàu nào và đi lại gần chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc. Và cũng như những cái tàu này, họ đã đâm chìm rất nhiều những cái tàu ngư dân của Việt Nam. Và thực sự là Trung Quốc đã đưa ra cái đội tàu rất mạnh và chuyên để dường như là để thôn tính cái vùng chủ quyền biển đảo của nhiều nước xung quanh, trong đó có Việt Nam. Và cũng gần đây nhất là ngày hôm 21 tháng 8 thì một tờ báo của Ấn Độ đã đăng rất rõ cái nội dung là trên cái tờ báo này ghi rất rõ là đội tàu của Trung Quốc đã quay lại và đang thăm dò ở trên thềm lục địa của Việt Nam. Và ngoài ra đi với cái đội tàu này còn có những cái chiến đấu cơ và những cái tàu tiếp viện rất hiện đại mà đi theo cùng chiếc tàu này. Và cái hải trình này thì các bạn cũng có thể xem ở trên cái trang tweet của ông Phó giáo sư Matheson. Ông ghi rất rõ là tàu Quang Trung và tàu Trường Sa 401012 là liên tục trong thời gian qua là quần đảo cùng với những chiếc tàu Trung Quốc. Nhưng các bạn thấy Trung Quốc họ có những 7 chiếc tàu mà trong khi Việt Nam chỉ có 2 chiếc mà thôi. Thì đấy là cái số lượng của Trung Quốc rất áp đảo và họ rất hung hăng. Ngoài ra họ có những cái hỗ trợ khác của những cái tàu hậu cần cũng như là của không quân Trung Quốc. Và sau khi tàu Quang Trung của Việt Nam đi ra khu vực bãi thứ chính thì nhận được thông tin là Trung Quốc đã điều máy bay ném bom chiến lược H-6 bay ra để hộ tống tàu Hải Dương 8.
thì chiến hạm Quang Trung này đã rút về cảng Cam Ranh và trong ngày 23 tháng 8 vừa qua. Và đây là hình ảnh chiếc máy bay, những cái chiếc máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc đã được điều ra, và chiếc máy bay này thì nó được ví rằng tương đương với máy bay B-52 của Mỹ và chở được rất nhiều vũ khí và nhiều cái tên lửa hành trình, và mỗi quả tên lửa này có thể bắn xa đến hơn 1.000 km. Như vậy là họ không cần phải áp sát tàu của Việt Nam và đảo của Việt Nam mà họ có thể phóng những tên lửa hành trình này từ xa, bởi vì những tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng đến 500 kg thuốc nổ hoặc đầu đạn hạt nhân. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm, bởi vì như các bạn đã biết, ở ngoài biển xa thì những cái nhà giàn và những cái đảo nổi nhỏ của Việt Nam thì chỉ với những quả tên lửa nhỏ như thế, quả tên lửa như thế này là có thể xóa sạch sự tồn tại của nó. Và đây là cái việc mà Trung Quốc đã đưa cái lực lượng không quân chiến lược ra để bắt đầu áp đảo Việt Nam thì là cái điều mà rất nghiêm trọng rồi. Và cái hải trình mà chúng ta có thể tham khảo ở vào ngày 23 tháng 8 là ngày hôm qua của chiếc tàu Quang Trung lập tức đã được rút về cảng Cam Ranh. Thì đây là cái đường đi của chiếc tàu Quang Trung được cho rằng là đang hiện nay đã về đến cảng Cam Ranh và đang đồn trú ở đó, do ông phó giáo sư Matheson của Trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ đã chia sẻ trên trang tweet của mình. Và nếu phóng to hơn nữa thì các bạn cũng sẽ thấy rất rõ là đường đi của chiếc tàu Quang Trung này, và cũng rất nhiều lần nó đã quần xung quanh chiếc tàu Hải Dương 8 với những cái gần như là rất sát nhau và có thể nói là va chạm ở những cái điểm màu đỏ này. Thì nếu các bạn để ý phóng to ra, các bạn sẽ thấy theo những cái tường thuật của ông phó giáo sư Matheson. Và cũng dường như là sau khi Việt Nam đưa ra rất nhiều công hàm phản đối trong thời gian vừa qua, nhưng mà Trung Quốc là không hề đếm xỉa đến tất cả những cái công hàm này, mà thậm chí họ còn đưa tàu vào sâu hơn nữa cái vùng lãnh hải của Việt Nam, mà hiện nay gồm có 4 tàu hộ tống và một tàu Hải Dương 8 vẫn đang hoạt động liên tục ở ngay sát cái bờ biển của Phan Thiết. Và những cái tàu nào của Việt Nam, tàu đánh cá hoặc là tàu của ngư dân hoặc là tàu cảnh sát biển Việt Nam, nếu đi gần những chiếc tàu này thì họ sẵn sàng rất hung bạo, họ sẽ húc. Và đương nhiên là tàu Việt Nam nếu nhỏ thì sẽ bị chìm hoặc là sẽ bị tổn hại rất nặng nề. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cái thời gian vừa qua, tức là thứ 6, có gặp ông Thủ tướng Úc, nhưng mà ông Phúc chỉ nêu lên cái quan ngại sâu sắc mà không chỉ rõ Trung Quốc, mặc dù sự việc đã diễn ra đúng là như vậy. Và các bạn có thể tham khảo những hình ảnh này của ông Nguyễn Xuân Phúc, của Thủ tướng của chúng ta, đang đọc cái bài diễn văn rất ngắn và không dám chỉ rõ là tàu Trung Quốc và phía Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, mà chỉ nói là quan ngại sâu sắc, chung chung mà thôi. Thì đây là cái điều mà chính phủ Việt Nam cần phải xem xét, cần phải rõ ràng, bởi vì muốn quốc tế, muốn thế giới lên án Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam thì trước hết Việt Nam phải có cái thái độ rất rõ ràng với Trung Quốc, và người đứng đầu chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc thì phải có cái tiếng nói lên những cái điều này, thì như vậy quốc tế mới có thể giúp đỡ Việt Nam được. Và không thể im lặng hoặc là chỉ có thể nói một cách chung chung như vậy thì không ai có thể giúp được. Cũng hôm qua thì ngày thứ 6 thì Chủ tịch nước và Nguyễn Phú Trọng và dường như không quan tâm đến những cái việc mà Trung Quốc cho tàu xâm phạm chủ quyền. Ông lại đang lo sắp xếp cái nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy mà báo chí trong nước cũng đã đưa tin về cái việc ông Nguyễn Phú Trọng toàn bộ trong thời gian vừa qua, ông không nói bất cứ một câu nào về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mặc dù cái việc này là tàu Hải Dương 8 đã vào đợt này là đợt thứ 2 rồi, và cái thời gian mà tàu Hải Dương 8 hoạt động cùng những tàu hộ tống trên cái vùng chủ quyền của Việt Nam đã diễn ra được hơn một tháng, thì có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng đã hoặc là không biết hoặc là cố tình không biết, cho nên đây là cái điều mà rất là thiệt thòi cho Việt Nam, vì người đứng đầu nhà nước là chủ tịch nước thì phải có tiếng nói, thì như vậy thì các nước trên thế giới mới có thể hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam. Còn nếu mà ông vẫn im lặng như vậy thì chứng tỏ là ông cũng không có cái ý kiến gì trong việc này. Chính vì vậy mà thế giới và quốc tế sẽ chưa chắc đã có ủng hộ Việt Nam trong cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua cũng như sắp tới. Và tới thời điểm này thì chỉ có Mỹ và các nước dân chủ là ủng hộ Việt Nam phản đối Trung Quốc, còn các nước cộng sản anh em như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên thì hoàn toàn im lặng để mặc Việt Nam bị Trung Quốc bắt nạt trong thời gian qua. Và đây là hình ảnh các bạn cũng có thể thấy rất rõ ở trong những cái trang báo quốc tế cũng như là báo Việt Nam, một số báo Việt Nam đăng. Nhưng cái phát ngôn của ông cố vấn an ninh Nhà Trắng nói rằng là Bắc Kinh vận dụng chiến thuật hăm dọa trên Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền hầu hết diện tích, thì đấy là họ đã lên án cái việc đó. Và ngoài ra, ông cố vấn an ninh quốc gia Mỹ
John Bolton tuyên bố thêm, các nỗ lực cao độ mới đây của Trung Quốc để hăm dọa các quốc gia khác trong việc khai thác tài nguyên của họ là rất đáng quan ngại. Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ những ai đang đương đầu với các hành vi cưỡng bức và chiến thuật đe dọa gây nguy hại cho hòa bình và an ninh khu vực. Thì đây là hình ảnh mà các bạn thấy là hoàn toàn là do phía Mỹ cũng như là nước tự do và dân chủ ủng hộ Việt Nam mà không hề thấy những cái nước anh em như Việt Nam từ trước đây vẫn ca ngợi là lên tiếng, và họ hoàn toàn im lặng trước cái sự xâm phạm của Trung Quốc. Và cái điều mà Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới chắc chắn là phải lên tiếng mạnh mẽ và chỉ rõ Trung Quốc với quốc tế, với thế giới, cũng như phải liên kết chặt chẽ với những cái nước mà đang ủng hộ Việt Nam trong thời gian qua và thời gian tới, đó là Mỹ, đó là châu Âu, đó là Úc, là Anh, là Pháp và là Đức và nhiều nước khác nữa. Và muốn như vậy thì Việt Nam cần phải có cái thể chế chính trị cũng như là có hệ thống dân chủ tự do được thiết lập ở Việt Nam, thì như vậy mới tương đồng với các thể chế ở các nước dân chủ như ở đây. Và có như vậy thì các quốc hội của các nước ở trên thế giới mới có thể ủng hộ Việt Nam để đấu tranh chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của chính Việt Nam, cũng như làm được cái việc bảo vệ tự do hàng hải, tự do hàng không và tự do đi lại trên toàn bộ vùng biển đông của, cũng như khu vực bãi thư chính và vùng biển gần với Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như bình luận và đặt những câu hỏi và yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin nhanh nhất, trung thực nhất và rõ ràng nhất. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn và gia đình một buổi cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.